Thưa quý vị, gần đây một số chuyên gia hàng hải Hoa Kỳ đã khởi động dự án chống nổi dậy trên biển, kêu gọi chấm dứt các hoạt động bất hợp pháp của Trung Quốc ở Biển Đông. Dự án là sự kết hợp một loạt các công cụ kinh tế và ngoại giao để tăng cường khả năng gian đe đối với Trung Quốc với những nỗ lực nhằm mở rộng lực lượng quân sự bền vững của Hoa Kỳ trong khu vực. Cựu Thủ tướng Nhật Bản, ông Abe Shinzo, người đã bị ám sát hôm thứ Sáu tuần trước, rất chú ý đến sự bành trướng quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông. Khi ông đến thăm Philippines vào năm 2017, ông nói: "Vấn đề Biển Đông liên quan trực tiếp đến hòa bình và ổn định của khu vực, và là một chủ đề được cả cộng đồng quốc tế quan tâm." Sự thúc đẩy của ông Abe đã đưa vấn đề Biển Đông trở thành tâm điểm của các quốc gia trong khu vực này. Thời gian qua tàu Trung Quốc nhộn nhịp ra khơi trên Biển Đông với thái độ vô cùng hung hăng, thực hiện các vụ đánh bắt trái phép cũng như va chạm với tàu nước ngoài không phải là hiếm. Mỹ phản ứng như thế nào? Trong những năm gần đây, Trung Quốc cũng đã tiến hành mở rộng quy mô và quân sự hóa ở vùng biển tranh chấp trên Biển Đông, làm dấy lên các cuộc thảo luận về việc liệu Hoa Kỳ có đánh mất lợi thế của mình ở đó hay không. Bên cạnh đó, quân đội và quan chức Trung Quốc liên tục khẳng định chủ quyền của nước này trên Biển Đông, đồng thời cảnh báo các nước khác không nên phô trương sức mạnh và dựa vào lòng tự tôn của Mỹ mà hãy giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại song phương. Thượng tá Hải quân đã nghỉ hưu Bill Hamlet, tổng biên tập tạp chí Proceedings của Viện Hải quân Hoa Kỳ nói với VOA rằng Dự án chống nổi dậy trên biển không yêu cầu các nước châu Á lựa chọn các bên. Dự án không chỉ giới hạn trong việc huấn luyện quân sự, mà điều quan trọng đầu tiên là phải xác định vị thế thực sự so với đối thủ. Giống như việc cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan từng gọi Liên Xô là một đế chế tàn bạo.